quá căng anh em ơi, đường quá căng. Tình hình chuyển cái hòm từ Tiền Giang về Đồng Tháp chú thấy có khó khăn trở ngại gì không chú Minh? Đồng Tháp về Tiền Giang. Từ Đồng Tháp về Tiền Giang. Thì nói chung tình hình cũng biết nó đang căng thẳng. Bây giờ mình phải cẩn thận, mình làm cái nghiệp mình phải gắng chịu. Mình làm cho nên như là phải khẩu trang phải bịt đúng kiểu, đúng cách. Đó, rửa tay sát trùng tay sạch sẽ. Đó, là phải cách ly nói chuyện không có đứng gần. Đứng gần vậy không? Đó. Nếu quay phim thì đứng gần được, mà dù như đứng nói chuyện tiếp xúc với nhau thì phải đứng xa, giờ là khoảng cách an toàn từ một mét rưỡi tới hai thước. Lỡ bị nhiễm rồi không? Nhiễm thì đến thật cần đến y tế để khai báo để cách ly điều trị. Ngày nay bữa nay đi mấy anh em? Bữa nay thì đội đi có 10 không? Chúng ta cùng nhau đẩy lùi dịch Covid 19. Không biết chứ không biết. Có phát biểu gì không anh Dũng? Thì hiện nay tôi thấy là tình hình dịch Covid 19 này rất là căng thẳng. Anh em cũng thận trọng là mình kỹ là mình giữ chung cho mình chứ không phải giờ giữ cho ai. Và anh em phải gắng cố gắng là vượt qua cái trận dịch này. Mạnh nào nấy cách ly ha. Mạnh ai nấy cách ly là tình hình bây giờ rất là căng thẳng. Rồi cảm ơn.
cầu quanh cư gọi điện thoại cho họ nghe nè.